kết quả xét nghiệm igra có bốn loại kết quả xét nghiệm igra gồm dương tính âm tính bảo lưu và không thể phán định tôi sẽ giải thích về các kết quả này trường hợp dương tính bạn sẽ được bác sĩ giải thích về kết quả Kết quả dương tính có nghĩa là có khả năng bạn đã bị lây nhiễm bệnh lao. Thủ tục thông thường đối với trường hợp kết quả dương tính là trước tiên sẽ chụp X quang phần ngực để kiểm tra xem có phát bệnh lao hay không. Trung tâm chăm sóc sức khỏe sẽ viết thư giới thiệu để bạn đi khám ở cơ sở y tế. Bạn sẽ được trao thư giới thiệu cùng hình chụp X quang phần ngực và bạn nhất định phải đi khám ở cơ sở y tế ví dụ như khoa hô hấp. Vui lòng xem chi tiết tại phần 2.7 Nhiễm trùng lao tiềm ẩn và 2.8 Điều trị nhiễm trùng lao tiềm ẩn. Trường hợp không uống thuốc điều trị do đã có tiền sử điều trị bệnh lao từ trước thì phải tiến hành chụp X quang phần ngực khoảng 6 tháng một lần trong vòng 2 năm. Tiếp theo, tôi sẽ giải thích về trường hợp âm tính. Trường hợp âm tính nghĩa là hầu như không có khả năng bạn bị lây nhiễm nên việc khám sức khỏe của bạn kết thúc ở lần xét nghiệm này. Tuy nhiên, tùy vào tình hình lây nhiễm của toàn thể những người có tiếp xúc với bệnh nhân mà có thể bạn vẫn phải tiếp tục tiến hành khám sức khỏe ở các bước chụp X quang phần ngực, lấy mẫu máu và khi đó bạn nhất định phải làm theo. tôi sẽ giải thích về bảo lưu. Kết quả bảo lưu nghĩa là khả năng lây nhiễm được cho là thấp, nhưng chưa thể có kết quả rõ ràng. Kết quả của bạn sẽ phụ thuộc vào kết quả của toàn thể người có tiếp xúc và tình hình khi bạn tiếp xúc, vân vân. Trường hợp không thể phán định Trường hợp không có phản ứng chính xác do sụt giảm khả năng miễn dịch vân vân sẽ đưa đến kết quả không thể phán định. Nguyên nhân của kết quả không thể phán định được cho là có nhiều yếu tố. Trường hợp này có khi phải tiến hành xét nghiệm lại. Khi có triệu chứng như ho kéo dài trên 2 tuần, bạn hãy nhanh chóng khám tại các cơ sở y tế, ví dụ như khoa hô hấp